Tế Điên Nam Định trên kênh YouTube. Sáng nay Tế Điên lên clip ngắn gửi đến khán giả yêu quý trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định. Trước khi vào nói chuyện kể về anh Thật Tăng, một người anh trong giới giang hồ đất Nam Định của những thập niên 90, thì cho Tế Điên gửi lời chúc khán giả yêu quý của mình trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với khán giả yêu quý của mình trên kênh YouTube. Hôm qua, mọi người ạ, đúng ra là Tế Điên lên live stream kể về một câu chuyện, một nhân vật nào đó trong buổi tối ngày hôm qua. Nhưng là vì là anh Dần Mai đó ở Facebook là Trần Ngọc Dần, Tế Điên cũng đã kể trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định, Tế Điên 1976 trước là Tế Điên đã đi từ lúc bé với anh, đi với anh Yên Xá và các anh, trong đó là anh Yên, anh Dần là người ở khu ga gần nhà Tế Điên, là Tế Điên lại người em đi với anh từ lúc 12 tuổi, lúc đã đi bụi đời. 12 tuổi, 13 tuổi Tế Điên đã cùng với anh Dần đi Lạng Sơn này, ra cửa khẩu này, lên cửa khẩu, rồi là tiếp tục vào Sài Gòn. Đó. Hai anh em còn hết tiền trong Sài Gòn còn quay ra cướp để về, lấy tiền về. Thì hôm qua trong những con người đó thì rất nhiều các anh trong giới giang hồ đất Nam Định có tên tuổi, có địa vị của những thập niên 90. Trong những số người anh đó không thể, anh Thật Tăng là một. Hôm qua là có anh Thật Tăng, anh Dũng Gòn đó, và anh Lâm Sôi, anh Dần Mai, anh Tom Hom, anh Lâm Sài Gòn, anh Tùng Độ là người anh của Tế Điên thì mọi người cũng biết rồi, còn anh Lâm Sài Gòn là chắc khán giả cũng theo dõi trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định, mọi người cũng biết là lúc mà Tế Điên vào ban ngày giờ đó mọi người, thì lúc đó là anh Lâm Sài Gòn đang cùng vụ với Ba Thọ đó, là vụ cướp tiệm vàng bị bắt trong Thanh Hóa. Làm ban ngày giờ thì Tế Điên vào này, vào đen này, vào ngay buồng Đăng Hà mọi người. Thế bị lúc đó Tế Điên mới có 14 tuổi, bị Đăng Hà luyện đến cô mê trí. Như khi vào thì anh Lâm Sài Gòn có gọi sang nhắn gửi với Đăng Hà là nó là em, bạn ơi, để cho em nó ở cùng. Nhưng là ngược lại, một mặt là Đăng Hà nhận lời, nhưng là thực tế là không phải mọi người. Đăng Hà dặn Tế Điên là nếu lúc nào mà Lâm Sài Gòn gọi ra nói chuyện thì mày phải bảo là ở với tao, nghe chưa? Thì Tế Điên lúc đó là nhân dân tệ, các anh bảo sao thì nghe vậy, làm sao dám chống, chống lệnh thì trên đe dưới búa luôn, những trận mưa đòn này. Thế nên là Tế Điên cũng không dạy gì, mà Tế Điên cũng kể cả là có không ai cũng bị bắt phải nói như vậy, vì những thời điểm đó nhà tù khốc liệt, khói lửa. Đó. Và anh Lâm Sài Gòn thì cứ nghĩ Tế Điên ở trong đó được ăn ở đàng hoàng. Sau là anh rút ra thấy cơm, anh ấy thấy Tế Điên gầy quá và anh ấy gọi điện sang và anh ấy chửi Đăng Hà và anh ấy phím Tế Điên đó. Và Tế Điên bắt đầu phải chấp nhận, phải bật buồng để rời cái lời địa ngục trần gian đó, chứ không thì chắc rằng cuộc đời Tế Điên cũng đã phế nhân rồi. Mà Tế Điên cũng đã kể trên kênh YouTube Tế Điên 1976. Sau này Tế Điên sẽ kể về anh Lâm Sài Gòn. Còn hôm nay rất nhiều anh tài trong những cái mâm hôm qua Tế Điên lên chơi với các anh, toàn những anh tài cả, trong đó có anh Thật đấy thì không thể, trong cái đội đó không thể không nói được anh Linh Đại. Anh Linh Đại giờ nhà bên Ba Lan đó. Còn hôm qua thiếu anh Linh Đại và anh Lợi Mùi nữa mọi người. Đấy, bộ khung đó, tứ trụ triều đình, những thời điểm đó giang hồ đất Nam Định, nhắc đến tên anh Thật Tăng, anh Linh Đại, anh Kha Khôi,
rồi là anh Dũng Gòn, anh Lợi Mùi, anh Dần Mai thì là một lỗi kinh hoàng rồi trong giới xã hội đất định. Đã định những thời gian đó nó đang loạn lạc mọi người, nó giao thời mà, từ bao cấp sang giao thời, dân trí còn đang đói khổ. Làm định thì mảnh đất thì nghèo làn, sinh ra sản sinh ra rất nhiều loại giang hồ, rồi là lưu manh đầu đường xó chợ rất nhiều. Thành phố rất bé nhưng là toàn là dân giang hồ đi các tỉnh thành tứ xứ. Đó. Thì lúc đó những thập niên 90 trong giới giang hồ nổi lên, anh Thật Tăng, anh Linh Đại, anh Lợi Mùi, anh Dũng Hoàng, rồi các anh Dần Mai mọi người. Tức là khi nào mà đã gặp mà anh Thật Tăng một tay pha thứ thiệt luôn mọi người, lạnh lùng dứt khoát, độ đâm pha cẩn thận luôn. Vì ngày xưa các anh ấy mà nó không động vào bất cứ ai thôi, động vào gần như là lát người. Có những người lặng thì phế nhân, có những người lặng thì phế nhân, đi xe lăn luôn. Vì thời điểm đó Tế Điên cũng bước chân ra xã hội rồi, nhưng là chưa đâm chém như các anh ấy, nhưng là nhìn các anh ấy pha người cẩn thận luôn. Mà lúc đó Lam Định đang mốt chặt chân chặt tay mọi người. Anh Thật Tăng thì bản lĩnh lì lợm mà gấu nguyên con mà đẹp dài. Nói về Lam Định, rất Lam Định, những thập niên đó phải nhắc đến những con người đó, vì những con người đó đã gây lên những trận đâm chém kinh điển ở đất Lam Định, lấy số má và với toàn những người tên tuổi. Nhưng ngược lại, sau những bộ mặt lạnh lùng sát thủ đó là gì? Là sống với những người anh em rất tình cảm, được lòng những người em, người cháu, người bạn và người anh. Đó mới là chân quý, sự tôn trọng. Đó. Va chạm ra va chạm. Còn ngoài ra là quan hệ những người anh em đó thì thật sự với mọi người là không còn nước gì chấm luôn. Sống quá tình cảm. Các anh ấy, chứ không như là các anh khác là thấy mình có số má là kênh kiệu với những người anh em, gặp các em các cháu thì khệnh kha khệnh khạng. Thì Tế Điên lại không, thứ nhất là Tế Điên cùng với các em các cháu không thể tôn trọng. À, mình tôn trọng mà để cho lấy một lòng một con người để phục thì nó cũng cả, người ta còn gọi là đó là đắc nhân tâm rồi. Đó. Chứ đâu cứ phải dùng bằng vũ lực mà để cho người ta sợ, người ta tâm phục đâu, khẩu phục đâu. Mà phải dùng bằng cái đầu, sống tình cảm mới được lòng thiên hạ. Đó, mới được lòng thiên hạ. Mọi người ạ, mới được lòng thiên hạ. Đúng mọi người. Thế đâm ra các anh ấy tại làm sao các anh ấy số má, đâm chém. Như khi rời giới giang hồ, quay trở về với mái ấm gia đình, thì các anh ấy lại một gương mặt khác, một gương mặt mà đến bản thân Tế Điên cũng còn phải ngạc nhiên mọi người. Ai bảo anh Thật Tăng là sau này anh ấy trở về một con người hiền lành, không quan hệ, không chơi bời. Đó mọi người, đang ở trong đỉnh cao của phong độ, những cuộc đột độ thanh toán thanh trường nhau không thể thiếu anh Thật. Nhưng khi mà anh ấy lấy vợ, dừng cuộc chơi mọi người, dừng cuộc chơi, trở về với mái ấm gia đình đó, và nuôi dạy những đứa con và sống chung tình thủy chung với người vợ mọi người, chiều vợ thì thôi rồi luôn mọi người. Đó. Nhẹ nhàng anh Thật ấy, mặt lạnh lùng, đâm tay pha có thứ hạng ở đất Nam Định. Đó. Nhưng là khi ở bên vợ con cho gia đình thì rất nhẹ, anh ấy nhẹ nhàng lắm, anh nói nhẹ nhàng lắm anh Thật mọi người. Đó là ai, là anh em của anh Thật thì biết đấy, anh nói nhẹ nhàng như con gái ấy.
Đó. Đẹp dai. Đấy. Đẹp dai của mặt sát thủ. Đó mọi người, mặt sát thủ. Đấy, đâm ra là Hằng Nga là vợ của anh Thật. À, ở ngay sau lưng nhà Tế Điền, rất xinh gái, lại là bạn thân của Tế Điền Nam Định, là bạn thân của vợ Tế Điền Nam Định mọi người ạ. Thế đâm ra là thứ nhất anh Thật thì là còn một người anh từ xã hội đến trong giới quan hệ của Tế Điền, còn vợ của anh ấy là Hằng Nga hôm qua thì cứ tưởng Tế Điền anh Thật anh các anh gọi ra giao lưu với các anh, Tế Điền phi ra thì Tế Điền nghĩ là các anh toàn là các anh thôi, thế đâm ra là không đưa vợ đi. Thế lúc ra bắt thì lên đấy thì có bà em Thúy Đen. Thế lúc Tế Điền lên thì có mỗi mình bà em Thúy Đen đang ngồi với chồng là Hùng Thành, là em Nam Thành. Nam Thành thì là bạn Tế Điền mà. Đấy, con chú Thành Thành Điền đấy là em anh Sơn Điền đó. Mà mọi người biết là anh của anh Sơn Điền đấy, là đến đó bắt đi Thúy Đen thấy toàn con trai thôi, mới bảo với chồng là tự, chồng em về đây chứ là toàn các anh thôi, toàn đàn ông với nhau em không ngồi đâu, thế là về đấy, thế là Tế Điền bắt đầu với lúc sau vợ chồng anh Thật lên đó, thì Tế Điền bảo chứ anh Thật bảo xong gọi cái Hà nó lên, thế bảo là anh em có biết đâu, tưởng toàn anh em mình ngồi thôi, thế đâm ra là em không đưa vợ em đi. À, vì thứ nhất là mọi người biết rằng là anh em toàn giang hồ, toàn những anh em đàn ông với nhau ngồi uống chén rượu, thật sự là không phải là không đưa vợ mình đi mọi người ạ, nhưng là có những cái chỗ đó là những cái chỗ lúc anh em sẻ chia toàn đàn ông với nhau cả. Đó. Thế thì lúc sau đến kéo đu nùn nữa mọi người, gương giật dẹo thì là bạn Tế Điền. À, ngày xưa là vợ của Tuấn Lợn, Tuấn Lợn là bạn của Tế Điền. Hương Giật Dẹo thì đi với Tế Điền đấy, mọi người biết đấy, đi từ bé đấy, sống với Tế Điền từ lúc khổ đấy. Hương Giật Dẹo là Yến Châu này, Thủy Mười này đấy, rồi là Hiên Xuyên này đấy, Nguyệt Ly này, đông lắm mọi người đấy, toàn các em, toàn các em với bạn bè đó mọi người. Đâm ra hôm qua gặp rất nhiều các anh kẻ Bắc người Nam. À, anh Thật thì anh ấy rồi lại bà em tức là chung là gặp mà anh gặp lại những người anh em, có những người thì ở Nam Định thì anh em gặp nhau chúng nói như là lúc mà quy tụ lại với nhau thì nó lại một cái tình cảm nó ùa về, những ký ức nó ùa về và mình nhìn lại những cái năm tháng của các anh đi và mình thấy rằng là mình đã dừng chân muộn nhưng đúng lúc. Gấu như anh Thật đang ra đường cũng không sợ ai. Đó. Anh chỉ sợ và tôn trọng những người nào biết sống. Đó. Đậm chất giang hồ. Chứ còn thì ba cái lửa phỉ, lửa hồng quân cái lúc đó mọc lên ở cái đất Nam Định này như lấm mọi người ạ. Khu phố nào 45 đội Nam Định cái hàng chục đội đâm chém à, như là gặp anh Thật các bọn anh Thật tăng rồi tiếc thì các con vợ này vỡ mật hết mọi người à, vỡ mật tiệt thì lúc đó là các anh đang cuồng sát luôn ở đất Nam Định luôn mọi người. Nam Định mới đánh nhau cái là lại hỏi lại là bộ ai đánh nhau vậy, bao giờ cũng phải có cái tên là anh Thật Tăng gọi Linh Đại không thấy lại xuống gòn với anh Lợi Mùi với anh Dần. Thế đâm ra là nó thật sự mọi người là đó, mọi người hiểu rằng là những cuộc chinh chiến của anh Thật. Thế mà khi trở về mái ấm gia đình mọi người, anh ở bên vợ con một gương mặt khác. Đấy, một con người khác, một tính cách khác mà đến Tế Điền còn rất bình. Đó. Và cũng như nhờ những người anh đó mà Tế Điền biết dừng cuộc chơi và đúng lúc đúng chỗ và cũng nhìn thấy những người anh cứ xử như vậy mà Tế Điền đó trong bất cứ những cái buổi live stream nào Tế Điền mới nói là Tế Điền phải càng ngày phải học hỏi, học những cái tốt cái đẹp, học những cái mà các anh đó đao búa
gấp bao nhiêu lần mình ấy, mà các anh ấy một phát dừng cuộc chơi trở